Hello, Mỹ Quốc Anh xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em tiếp tục trở lại mô tô của anh Phong nha anh chị các bạn. Cũng là vừa về một lô mô tô luôn. Thì em đến cập nhật cho anh chị các bạn mình luôn nha. Đó. Thì địa chỉ có hàng là 64 Nguyễn Tri Phương, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị. Số điện thoại thì em có để chi tiết trên màn hình nha. Anh chị các bạn nếu mà có quan tâm mình liên hệ qua số điện thoại trên màn hình thì được tư vấn thêm nha. Thì đây mình sẽ cùng với anh chủ để cập nhật chi tiết cho anh chị các bạn mình nè. Rồi. Đó. Đầu tiên sẽ giới thiệu với anh em mấy cái dòng xe mới về trước. Con đầu tiên là R15V3. R15V3 bữa nay về khá là nhiều. Yeah. Chiếc này thì nó là xe 2021, đi 8.000 cây. Và xe thì đang rút hồ sơ. Chiếc này thì sẽ để cho anh em một cái mức giá nó là 45 triệu. Mà lớp xe còn dày lắm các bạn ơi, đi rất là ít. Đấy. Xe rất đẹp. R15 bữa nay thì nhiều hàng. Rồi anh chị các bạn mình nếu mà cần chi tiết xe nào có thể chụp màn hình xe đó gửi qua Zalo nha anh chị em mình. Dép hàng đời 2012 biển Đồng Nai. Nên cái đèn rất là đẹp luôn các bạn. Hết bình. Cặp đèn. SC thì nổ rất uy lực. Dàn áo thì cũng có dọn dẹp sơ lại rồi. Yeah. Đấy. Lốp là cũng dọn dẹp rồi. Vỏ lốp là cũng thay rồi. Biển số 60 luôn nha anh em. Xe 22 giờ những cái phần đấy thì không thể tránh được. Đi được 30.000. Yeah. Máy thì zin. Cục máy zin. Chiếc này thì sẽ để cho anh em ở mức giá nó là 145 triệu. Tất cả những cái giá xe bên mình bán cho anh em á, là đều bao rút hồ sơ cho anh em hết đấy. Anh em không cần phải suy nghĩ về vấn đề mà sang tên đổi biển. Còn như chiếc xe này á, mà anh em cần mua trả góp á, anh em cứ chuẩn bị khoảng cỡ 95 triệu. Yeah. Ngân hàng cho vay tối đa được 50. Dạ. Yeah. Ok anh em. Đó anh em mình có quan tâm mình liên hệ qua Zalo nha anh chị. Hoặc đến địa chỉ ha. Thì tí xíu em sẽ quay lại cho anh chị các bạn mình dép 1.000 bên khu vực này dép 8 còn luôn nè. Tí xíu mình quay lại cho anh chị các bạn mình xem nha. Đây cập nhật con mới về trước đây. Ninja 300. Đi 40.000 biển số Bình Dương. Đi 40.000 cây nha. 40.000 biển Bình Dương. Xe 2016. Sẽ để cho anh em ở mức giá nó là 65 triệu. Có độ bô nha anh em. Ninja 300 thì còn nhiều lắm anh chị ơi. Tí xíu quay lại luôn. Con bên đây thì biển số Hà Nội. Xe 2016. Con này thì rất đẹp. Rất là cứng luôn. Con này thì sẽ để cho anh em ở mức giá là 74 triệu. Ninja 300. Nếu mà tầm như Ninja 300 anh em mua trả góp á, thì cứ chuẩn bị khoảng cứ 30 là anh em góp được nhé. Tầm 30 triệu là có thể góp được. Anh em mình đi vào trong. Rồi, tiếp tục các bạn. R15 CBR cũng có luôn. R15 biển số 69 Cà Mau. Nó là thành phố Cà Mau. Anh em sang tên về đâu cũng đóng 1% thuế thôi. Con này xe 2020 chạy được 22.000 cây. 22.000 xe sạch sẽ, có lên chống đổ rồi bát nút gầm, rè chắn bùn, kính chắn gió. Con này thì sẽ để cho anh em một cái giá nó là 42 triệu. 42 triệu. R15 tiếp đây nữa. Yeah.
Con này thì nó là 2022. 2022 đi được 2000 cây. Biển Gia Lai. Con này thì không có tì vết như mới nhỉ. Đang nhám nha các bạn. Con này thì sẽ để cho anh em ở cái giá nó là 50 tròn, 50 triệu. Nếu mà như R15V3 anh em cứ chuẩn bị khoảng cứ 12 13 triệu là anh em góp ok nhé. Đây có con màu đen này nhé. Đi 17.000 cây. Áo còn bọc keo kín mít. Chiếc này thì có lên chống đổ thôi. Và sẽ để cho anh em một cái mức giá nó là 42 triệu. Được. Rồi, còn tiếp theo. Hôm nay G15 về nhiều hả các bạn. Đấy, đây. Màu xanh đen. Chiếc này là biển số con này đang rút hồ sơ. Chiếc này thì chạy có 1.800 cây thôi. Xe keng như mới. Sẽ để cho anh em ở mức giá là 46 triệu. 46 triệu đang rút hồ sơ. Mình nhắc lại cái địa chỉ cho anh chị các bạn. Mình dễ đi đến ha. 64 Nguyễn Tri Phương, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị. Anh chị nào không biết đường có thể liên hệ qua Zalo. Mình thì chỉ có một chi nhánh duy nhất là ở đây, một địa điểm duy nhất thôi. Để tránh nhầm lẫn thì anh em có gì cứ alo trước cho mình. Cái số điện thoại thì cũng chỉ dùng một số thôi, 092770 và 4Q8. Dạ, có để trực tiếp trên màn hình video anh chị mình đang xem luôn ha. Con này về từ hôm trước rồi. Trong này có con mới về nè. Hôm nay có CBR về nữa nè, đang nhám. G15. Chiếc này thì nó là biển số 47 Đắk Lắk, xe 2021. Gắn với cái chống trộm này hao bình. Đi 13.000 cây. Có bát đút gầm, có rè chắn bùn. Và chiếc này thì sẽ để cho anh em một cái mức giá nó là 44 triệu. 2021 biển Đắk Lắk. CBR G15 còn nhiều nha anh chị các bạn. Quan tâm màu nào liên hệ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bữa nay thì có 16 con. Rồi, đây là mới về. Cái là nó về nhiều rồi 15 và vẫn còn đang tiếp tục về nữa. Nhưng mà bao giờ về được nhiều như ngày xưa nhỉ? 60-70 cái. Dạ. Đây, có CBR mới về nè. CBR 2022 biển số Kiên Giang. Con này nó nằm ở thành phố Rạch Giá, Kiên Giang nên anh em sang tên về đâu cũng chỉ đóng 1% thuế thôi. Xe thì không có vết chảy. Đi 1.800 cây. 150 này để mới giờ có ABS luôn nè các bạn, của upside down nè. ABS trước sau, upside down đầy đủ. Chiếc này thì sẽ để cho anh em ở mức giá nó là 59 triệu. 800 cây. Với cái mẫu này mà anh em mua góp á, thì anh em cứ chuẩn bị khoảng 20 triệu là góp ok nha. 20 triệu là góp ok. Chiếc tiếp đến nữa. Chiếc này thì về từ hôm trước rồi. Hiện đây mình quay luôn cho nó có cặp có đôi. Bản này là bản HKC. Con này đi 1.600 cây. Biển số 18, xe 2022. Có lên chống đổ bát đút gầm với rè chắn bùn. Thì con này mình đang bán ở cái mức giá nó là 60 triệu. Con này 42 nha. Rồi, tiếp tục. Xe mới về ngày hôm nay thì được bấy nhiêu con thì mình với Mỹ sẽ cập nhật thêm vài dòng cho anh em nữa nha. Mỹ muốn cập nhật thêm dòng gì? Giờ mình sẽ cập nhật phân khối lớn cho anh chị các bạn mình nha. Thì bắt đầu từ khu vực này luôn anh. Từ Z3 này đi. Rồi, từ Z3 này mình cập nhật dài lên G3 với lại Ninja 3 này các bạn. Z1000 Gbel rồi còn nhiều lắm. 3 6 7 con Z3 thì đang có giá từ 70 cho đến 78 triệu. Con này hiện là con cao nhất của Z3. Xe 2018 biển Quảng Bình. Đi được 7.000 mấy cây thôi.
78 triệu. Rồi, con này là cũng là một cái chiếc xe mà mình bán được em mở trong năm. Mà giá của năm ngoái nó chênh với giá năm nay đến cả hơn chục triệu. Dạ. Cuối năm ngoái nha, đến đầu năm nay thôi. Tụt hơn chục triệu. Con đấy là 78, con đấy là con cao nhất, còn con này là con rẻ nhất của Z3. Biển số Sài Gòn đi 21.000 cây. Có lên cặp chống đục, độ cây bô, mấy cái phần gác chân. Bô đổ ấm rồi các bạn. Chiếc này thì sẽ để cho anh em là 70 triệu. Cái Z3 thì anh em mua góp thì cũng chuẩn bị khoảng cỡ 25-30 triệu là anh em góp được. Dạ, đó, tầm đó là anh em mình có Z3 đi ha. Hai mấy triệu à, góp được rồi. À, về vấn đề thủ tục trả góp á, thì anh em cứ đủ 20 tuổi trở lên, cầm theo căn cước công dân mà không bị nợ xấu, đến cửa hàng là giờ là góp ok nhé. Đợt trước là cứ phải test trước, nhưng mà bữa nay thì không cần, miễn sao không nợ xấu là góp được. Chiếc này thì mình sẽ để cho anh em ở cái mức giá nó là 76 triệu đi 9.000 cây biển Sài Gòn. Về vấn đề bô thì Z3 nó có con bô zin và có con bô độ. Với cái số lượng đầu xe như này anh em nào không thích thì mình có thể là đổi qua đổi lại cây bô cho anh em được nhé. Rồi. Chiếc tiếp đến nữa là biển số Sài Gòn cũng là 28 luôn, nhưng con này chạy 23 này. Chiếc này thì sẽ để cho anh em một cái mức giá nó là 76 triệu. Tiếp đến hai con nữa. Hai cái chiếc này nó đều rút sẵn hồ sơ. Chiếc đầu tiên này là đi 17.000. Sẽ để cho anh em một cái mức giá là 70 triệu. 2017. Có sẵn hồ sơ. Chiếc tiếp đến nữa là cũng là có sẵn hồ sơ thôi. Con này thì đi có 8.000 thôi. Giá cũng là 70 triệu. Yeah. Còn tiếp theo là biển số 68 Kiên Giang. Con đấy thì đi ít nhất trong cái số Z3 hiện tại 2017. Con này đi có hơn 6.000 cây. Tất cả nước sơn đều zin trừ cái lốc. Lốc này có sơn lại. Đấy, nó bị nổ sơn á. Dạ. Sơn dọn lại cái lốc, còn đâu là tất cả nước sơn zin hết. Con này sẽ để cho anh em là 75 triệu. Rồi, đây là xong Z3. Rồi Yamaha R3 thì mình có mẫu cũ và mẫu mới. Mẫu cũ thì đây có 3 con đây đều bán đồng giá là 68 triệu một con. Đấy, cực kỳ mềm nha các bạn. Các bạn nào mà có xem khúc này á, mình có quan tâm Z3 có thể tranh thủ liên hệ qua số Zalo luôn nha các bạn ơi. Con này thì nó chạy được 36.000 cây biển Gia Lai. Và sẽ để cho anh em là 68. Dạ. Đấy. Còn tiếp theo nữa là đi 25.000 cây, có sẵn hồ sơ. Con này thì anh em chỉ sẵn về ra tên thôi. Và sẽ để cho anh em là 68. Kính là còn riêng nữa anh. Mấy kính cái này là kính theo xe hết. Kính theo xe. Có con kia là không phải kính theo xe thôi. Rồi, cái này là kính độ. Có lựa thôi ha. Biển số đâu thì mình có lựa về biển số đó nha các bạn. Con đây thì nó là biển số 43 của Đà Nẵng. Thì cái biển số Đà Nẵng á, anh em mà sang tên về đâu cũng chỉ đóng 1% thuế nhé. Và con này có độ bô. Cái dàn áo á, nước sơn của dàn áo này là sơn lại hết toàn bộ nguyên con. Dạ. Sơn lại mới luôn các bạn ơi. $68 triệu. Cái mẫu cũ này thì bên này còn một con nữa. Con nào? Con này đồ chơi nhiều lắm các bạn.
đồ chơi miên man. Lên cây bô AK luôn nè. AK một nít các bạn. Nhỏ cực kỳ hay luôn. Bô AK thuộc cũng độ rồi. Rồi gác chân, rồi chống đổ đèn trợ sáng. Ốp bình xăng, rồi là ốp đuôi. Đó. Rồi lên thắng trước sau ABS. Chống độ full luôn anh em, mình chỉ việc mua về mình đi thôi. Rất là đẹp luôn các bạn. Đây, độ rất là đẹp nha. Lên thắng ABS trước sau. Và cái con xe này thì mình đang bán ở mức giá là 83 triệu. Ủa, cái đèn nhan này độ thấy đẹp quá anh. Độ. Nhan này độ đẹp lắm các bạn. Rất là gọn luôn. Em quay cái kỹ nha. Con này để cho anh em 80 đi. 80. 80 hả? Đúng. 80 triệu. Đó, rất là đẹp luôn. Mình còn xăng trong máy không anh? Hả? Còn xăng trong máy không? Còn con. Để đồ đồ nổ thử cho các bạn mình nghe thử ha. Cái tiếng bô như thế nào? Đấy. Cái đẹp nha các bạn, đuôi zin luôn nè. Với cái R3 mẫu này á, thì anh em mua góp cũng chuẩn bị khoảng 25 đến 30 triệu là anh em góp được nha. Rồi tiếp tục mình sang dòng, sẵn đây mình giới thiệu R3 luôn anh, mẫu mới luôn nè. R3 cái mẫu 2020-2021 thì có 3 con. Biển số 18, xe đi 15.000 cây, đăng ký cuối năm 2020. Cái bình luôn. Con này thì giá mình đang bán nó là 70 ở đâu? 90 triệu. Dạ, yeah, đấy, màu mới thì anh em mình xem cái đầu đèn ở phía trước nó khác kìa, màu cũ ha anh em. Đúng rồi. Nhìn em khác biệt hoàn toàn. Kính đỡ ồn em. Rồi, tiếp tục là màu đen. Con đây thì nó là biển số 61 của Bình Dương. Xe chạy được 8.000. Zin nguyên bản hết. Đó. Con này thì sẽ để cho anh em là 95. Đó. Rồi tiếp tục cũng là màu đen nhám luôn. Con đây biển 62 của Long An. $3,700, giá 92 triệu. Với cái mẫu này thì anh em cứ chuẩn bị từ 40 đến 50 triệu là góp ok. Rồi, rồi nếu mà anh em muốn góp ha. Tới cái thằng Ninja 3. Ninja 3. Con này thì vừa nãy quay rồi. Ninja 3 bắt đầu từ đây luôn đi anh. Rồi ok. Đây mình xuống đó mình vòng lên đây trở lên. Chiếc này biển số 93 của Bình Phước. Xe đi được hơn 20.000 cây. Có dán vài miếng tem chủ. Đi 27.000. Và bộ. Cái chiếc này thì sẽ để cho nhau một mức giá là 70 triệu nhé. 70 triệu. Cao nhất là chiếc này. Biển số Sài Gòn đi được 17.000 cây. Xe 2017. Chiếc này thì sẽ để cho nhau một mức giá là 76 triệu. 76 triệu. Rồi, tiếp tục. Con này thì 2016, biển số 68 Kiên Giang. Và chiếc này thì sẽ để cho anh em một cái mức giá nó là 70 triệu. Còn tiếp theo biển 93 Bình Phước, con này đi 23.000, xe 2017. Tên Bình luôn. Đi 23.000. Và chiếc này thì sẽ để cho anh em ở cái giá nó là 70 luôn. Rồi. Tiếp tục nữa này. Còn tiếp đến nữa là biển số 73 Quảng Bình. Con này đi 20.000 nhưng mà cái đấy là hiển thị trên đồng hồ thôi. Nhưng mà con này chắc là nó sẽ chạy hơn. Chạy nhiều hơn 20.000.
Để các bạn mình có quan tâm mình đến ngay địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, Dĩ An, Bình Dương nha các bạn. Các bạn nào anh chị mình không biết có thể liên hệ qua số Zalo để góc trái màn hình nha. Và cái con biển 73 đó sẽ để cho anh em là 68 triệu. Dạ, 68 triệu. Ninja 3 còn nhiều lắm. Dạ. Còn tiếp theo thì nó là biển số 66 Đồng Tháp. Tha hồ nữa mình hỏi luôn nha. Con này đi 13.000 cây. Cái chất lượng xe mà đi 13.000 nó nhìn nó khác nhau hoàn toàn với cái con mà nó chạy nhiều hơn. Đó, vỏ lốp trước sau còn theo xe. Ốc tán ốc đồ nó cũng sáng. Con này thì sẽ để cho anh em là 71 triệu. Rồi, nãy mình G3 mình có xem rồi ha các bạn. Dạ. Mình bắt đầu mình xem khu vực bên đây từ dưới này giờ lên ha. Đây, rất là nhiều mô tô. Honda CB500F, xe dạ. 2018 biển số 43 Đà Nẵng. Với cái biển số Đà Nẵng thì anh em sang tên về đâu cũng đóng có 1% thuế thôi. Và chiếc này thì sẽ để cho anh em một cái mức giá nó là 110 triệu. Dạ. Con này biển số ở Đà Nẵng. 43 các bạn ơi. Dạ. Rồi. MT03, xe 2017 biển 71 Bến Tre, đi được 26.000 cây. Cây bô và sẽ để cho anh em vào cái mức giá nó là 72 triệu. Đấy, chiếc này có một chiếc duy nhất thôi các bạn, Yamaha MT03 có một chiếc thôi ha. Với lại là Gabel, hôm nay Gabel mình còn hai chiếc anh, với này một chiếc nè, Bel 300. Đâu, Bel 300 con đi bán. Con này bán rồi, vậy là còn một chiếc ở trên này thôi các bạn ơi. Bel 300 với lại 500 cực kỳ hiếm luôn nha anh em ơi. Đằng này về cũng ít à. Bel 300 thì chiếc này nó đi được 3.500 cây. Con này có cản ở trước nè, với cản sau, với lại là thùng hai bên luôn nè anh chị ơi. Đi từ xa là nói chung để đồ thoải mái luôn á, ngồi cũng thoải mái nữa. Bên đầu lưng có cản nhất là sơ sơ cũng hết gần 10 triệu tiền đồ chơi rồi. Năm 2018 biển Bình Phước, đi 3.500 cây và sẽ để cho anh em ở cái giá nó là 85 triệu. Yeah. Đó, đồ chơi có sẵn hết nha các bạn anh chị mình. Chiếc tiếp đến là Vulcan 650. Chiếc này thì nó cũng đi khoảng cỡ 18-19.000 cây, nhưng cái đồng hồ nó hiển thị chỉ có 8.500 thôi. Nó có đồng nghĩa với việc là con này nó tua đồng hồ nhé. Dạ. Yeah. 2016 biển Sài Gòn. Với cái phần bình xăng này đang bọc keo kín mít, không biết trời. Có gắn thêm cái cản trước với cái cản sau, hai thứ. Dạ. Chiếc này thì sẽ để cho anh em ở mức giá là 150 triệu. 150 triệu. Còn một cái, hôm bữa có một cặp con chú ở Đồng Tháp lên mua cái có thùng. Dạ. Đấy, như anh chị mình đã xe, nếu mà đi được đến cửa hàng hay mà trực tiếp xem xe nó dễ hơn ha anh chị các bạn. Đến được, mà chả đến thì thì đây mình sẽ lên trên. Tại vì khi mà ở đây mà đã tả xe cho anh em ấy, quay nó chi tiết lắm. Dạ. Trước khi mà anh em mà chốt một con nào đấy để mà giao dịch chuyển đi xa, đây thì gửi cho nguyên một cái video nguyên về nó, xong phải chốt xong. Dạ, đó. Nếu mà anh chị có xe nào đi đến không được thì mình cứ quan tâm và mỗi xe nào mình có thể liên hệ qua Zalo. Thì bên cửa hàng sẽ quay video. Vấn đề mà ship xe là chỉ có áp dụng cho anh em mua tiền mặt thôi. Tại vì góp là phải đến trực tiếp chứ không góp được từ xa nha. Dạ đấy. Mình đó. Đến cửa hàng mình mới góp được ký hồ sơ đâu nữa anh. Được.
CBR 250, biển số 92 của Quảng Nam. Con này thì đồng hồ nó cũng hiển thị có 8.000 cây thôi, nhưng chất lượng xe thì mình cũng phải áng chừng nó rơi vào khoảng 30.000. Dạ. Đấy. Màu đen nhám này. Cái màu đen nhám này cũng là màu sơn lại luôn. Nó là màu đỏ mà sơn lại thành màu đen. Con này độ bô đấy. Và giá của chiếc này sẽ để cho anh em ở mức giá nó chỉ có 85. Mức giá rất thấp của CBR 250. Rồi, Honda CBR 250cc. Về vấn đề màu sơn thì khi mà anh em mà sang tên ấy, mình làm cái phiếu đổi màu rất là đơn giản. Được, Ninja 400 thì mình có 2 chiếc. Em ơi, em. Tổng chiếc này là mình có dán nguyên bộ tem chùm rồi đúng không anh? Con này thì dán nguyên bộ tem chùm. Đưa điện thoại à? Cái màu sơn zin của nó là màu như thế này luôn này. Dạ. Đấy, màu xanh này luôn. Xe 2019 biển Bình Dương đi được 20.000. Với cái con xe này thì mình sẽ để cho anh em một cái mức giá nó là 100 triệu trò. Wow, 100 chẳng luôn các bạn. 100 chẳng. Ninja 400. Chắc hẳn là các bạn mình nếu mà mua trả góp thì mình phải cần trả trước 50 triệu rồi các bạn. Đúng rồi, chắc hơn 50 triệu. Đây còn hồ sơ nữa, giấy tờ ra biển nữa. Cũng tùy tình trường hợp của anh em, có nhiều anh em mà là một cái khách hàng thân quen của bên ngân hàng Home ấy, mà mình có lịch sử giao dịch tốt ấy, có những anh em được hỗ trợ đến cả 200 triệu. Cái đấy phải kiểm tra, nếu mà trước khi đến thì mình có thể kiểm tra sơ bộ cho anh em cái phần đấy được. Đấy, nếu mà anh em nào muốn vay cái số lượng tiền mà trên 50 triệu có thể là chụp căn cước gửi qua cho mình kiểm tra trước cho. Rồi, đấy các bạn. Tiếp tục lên giá 4. Đi 15.000. Lên Bình Vân. Biển số 79 Nha Trang. Với cái biển Nha Trang này thì mình cũng bao rút hồ sơ tất cả nha. Tất cả những xe chính hãng đây đều bao rút. Con này được chủ, cái này là gắn thêm nha các bạn. Gắn thêm cánh chim nè, hai bên lên đèn trợ sáng, rồi là bô, giá cũng 100 luôn, hai con bằng giá 100 luôn. Rồi các bạn mình có thể lựa màu nha các bạn ơi. Hai chiếc này là biển số khác nhau anh. Con đây thì là biển số 79 Nha Trang, con kia biển 61 Bình Dương. Rồi biển nào thì mình cũng bao rút hồ sơ hết. Đấy. Rồi tiếp tục là Suzuki á. Suzuki 250 gọi là Nghích nhỉ. Đấy, con này thì nó là cái mẫu mới của thằng Su, nó mới ra. Đi 1.300 cây, biển số 65 Cần Thơ. Biển Cần Thơ thì anh em sang tên về đâu cũng chỉ đóng có 1% thuế thôi. Xe thì nguyên bản nguyên zin và không vết chảy. Con này thì sẽ để cho anh em ở mức giá nó là 82 triệu. Xe màu đen nhám luôn nha các bạn. Màu rất là mới. Đấy, cái đèn này là đèn green luôn nha anh em. Thiết kế rất là đẹp nè. Kiểu như là đèn cầu lớn, rất là sáng. Rồi lên phía trên đây mình cập nhật thêm là Z8 với lại là Z1000 nè anh chị ơi. Bên đây là có Honda, đây mình cặp Honda trước không anh? Honda CBR nè. Honda CBR 650F, xe 2018, biển Sài Gòn, đi 6.000 cây. Bốn máy nha các bạn. Hết xăng mất rồi. Con này thì dàn áo thì rất keng, không chảy xước, đi chỉ có 6.000 cây thôi. Có lên một vài số đồ chơi cơ bản và sẽ để cho anh em ở cái mức giá nó là 165 triệu. Rồi tiếp tục luôn. Z800 ABS. Chạy 24.000 km.
cây biển số 77 Bình Định. Xe đời là đời 2015 và đăng ký lần đầu 2016. Xe sạch sẽ, ABS trước sau, đó là bản ABS. Và con này thì mình sẽ để cho anh em ở mức giá là 140 triệu. Con R15 đấy thì gắn thêm đồ gì ấy, thì gắn cho khách thì khách về luôn, Long Khánh lận ấy. Gắn đồ xong kiểm tra nhốt cho khách chạy về Long Khánh ấy. Rồi tiếp tục là vết màu ke thằng Thánh. Đây. Người 2000 cây, xe 2016 đăng ký lần đầu tháng 5 năm 2017, biển số Gia Lai. Và chiếc này sẽ để cho anh em ở mức giá nó là 255 triệu. Đợt này 4 máy thì hơi ít, nhưng mà chắc là đợt tới nữa thì 4 máy sẽ về nhiều hơn. Dạ, yeah. Z1000 thì hôm nay còn 2 chiếc nha, mới về 1 chiếc này là đầu video em có quay rồi nha các bạn. Con này là đời 2012 nè. Anh em nào mà mới vào xem thì có thể mình hết buổi này mình xem lại từ đầu nha. Có rất là nhiều mẫu xe em cũng quay rồi hết rồi đó. Anh em mà cần xem chi tiết hơn về chiếc nào thì có thể alo cho mình để mình được biết hình ảnh video chi tiết để anh em cảm thấy. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Ngoài ra thì phân khúc 150 là còn nhiều lắm nha anh chị các bạn mình, cũng như là những mẫu xe rẻ rẻ tiền á, đi làm đó mình có thể đi cà phê đó. Còn khu vực trên lầu rất là nhiều nha anh em ơi. Cần xem chi tiết xe nào có thể bình luận bên dưới. Clip sau em sẽ quay và báo giá cho anh chị các bạn mình liên tục nha. Và cảm ơn anh chị các bạn mình đã theo dõi video. Hẹn gặp anh chị các bạn ở video tiếp theo.